Xin chào anh em mình là Kiên chuyên review đồng hồ chính hãng rất vui khi được gặp lại anh em mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và bên mình chuyên review phân phối những sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Thụy Sĩ như là Haplot, Rolex, Omega, Patek Philippe hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em 3 chiếc đồng hồ Rolex mình vừa mới về và ở trong 3 thiết kế ngày hôm nay thì sẽ có được hai em Rolex Datejust với tình trạng lướt full set còn một chiếc đồng hồ Rolex Datejust thì sẽ với tình trạng new full set đầy đủ full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cả ba chiếc đồng hồ. Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về ba thiết kế ngày hôm nay anh em nhé. Với hai chiếc đồng hồ Rolex Datejust thì mình sẽ có được hai em đều thuộc đời máy 126233. Có nghĩa là nó sẽ sử dụng chất liệu thân vỏ đề mi vàng vàng 18K. Kết hợp với đó sẽ là thép không dỉ 904L. Còn về phần thẻ bảo hành thì mình sẽ có được chiếc mặt xanh ô lưu vào 2022 cuối 2022 anh em sẽ có được bảo hành đến 2027 còn với chiếc mặt xa cơ thì sẽ đết 2021 anh em sẽ có được bảo hành đến 2026 anh em nhé đây chơi là một trong những dòng máy ăn khách bậc nhất đến từ thương hiệu Rolex khi mà doanh thu luôn xếp top 1 qua hàng năm Chiếc đồng hồ mặt xanh ô liu là một trong những phiên bản mới ra khi mà nó sử dụng những cọc số La Mã với góc 6 và 9 giờ sẽ là những cọc kim cương xếp gọn rất là tinh tế để tạo ra được điểm nhấn dành cho dial của chiếc đồng hồ. Phần mặt trái tia thì sẽ có được phần trụ kim là trung tâm với ba kim giờ, phút, giây cùng với cả những cọc số La Mã sẽ được làm bằng vàng vàng đi cùng tông luôn với phần thân vỏ của chiếc đồng hồ. Còn ở góc 3 giờ thì mình sẽ có được phần ô lịch ngày của chiếc đồng hồ. Ở trên dial thì mình sẽ có được đầy đủ những dòng chữ thông số thể hiện đặc điểm đặc tính của chiếc đồng hồ này anh em nhé Về phần thân vỏ thì không có gì phải chê không có gì phải bàn rồi Đây là một em với tình trạng rất là đẹp bên mình thì chỉ nhập những chiếc đồng hồ với tình trạng đẹp mà thôi Niềng thì sẽ là niềng khía tạo ra được sự phản sáng bắt sáng rất là tốt Nói niềng này khi mà Rolex mới giới thiệu thì nó sẽ có tác dụng chính là để tăng khả năng chống và chịu nước dành cho thiết kế đồng hồ kể cả phần đăng sau đáy ở đây anh em cũng thấy được những cái rãnh khía này thì đây là những thiết kế mà hãng vẫn giữ nguyên phong cách giá trị qua rất là nhiều thời kỳ rồi nhưng về sau thì cái niềng khía này ngoài khả năng chống chịu nước ra thì còn là một trong những đặc trưng nó sẽ tạo ra được sự phản sáng bắt sáng rất là tốt ở trên thiết kế đồng hồ và anh em có thể thấy được ba thiết kế ngày hôm nay từ những dòng máy đế chớt cho đến dòng máy đế thì đều có những phiên bản niềng khía anh em chỉ cần nhìn vào phần niềng thôi thì anh em sẽ biết được ngay chiếc đồng hồ này của mình sẽ có được tình trạng tốt hay là xấu. Bởi vì phần niềng cũng là một trong những phần mà khó có thể spa nhất. Nếu như anh em spa phần thân vò nhẹ nhẹ lướt qua thôi thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng nếu như phần niềng mà anh em spa đây là một loại phần thân vỏ rất là khó để có thể service thì nó sẽ làm mòn đi cái phần niềng và nó sẽ làm giảm đi cái sự phản sáng của chiếc đồng hồ em này của mình thì vẫn còn nguyên zin nên nó rất là đẹp anh em ạ à. bộ máy làm lên chiếc đồng hồ thì sẽ là bộ máy 3235 thì với bộ máy này anh em sẽ có được 31 chân kính 70 giờ chữ cót cùng với cả 28.800 tần số động khóa thì sẽ là khóa Oyster có khả năng dẫn nở ra vào giúp cho anh em đeo vừa tới nhất có thể đeo ôm tay nhất có thể với thiết kế đồng hồ này đầy đủ full mát full set 2022 thì mình đang giao lưu với mức giá loanh quanh là 398 triệu anh em nhé một trong những dòng máy một trong những màu mặt mới ra giới thiệu đến từ thương hiệu Rolex còn ở đây thì mình sẽ có được một em mặt xa cơ mặt xa cơ thì là một trong những loại mặt đi cùng với Rolex qua rất là nhiều năm tháng rồi loại mặt xa cơ này thì luôn đắt hơn những loại mặt khác từ 50 cho đến 80 triệu bởi mặt xa cơ thì là một trong những loại mặt tự nhiên để có thể chế tác lên mặt xà cờ thì hang sẽ rất là mất công khi mà đính những viên kim cương khi mà đính những phần kim cọc lên đài của chiếc đồng hồ và những phần này nếu như đính lên mặt xà cờ thì cũng rất là khiến cho mặt xà cờ rất là dễ vỡ anh em ạ để chế tác lên một mặt xà cờ hang mất công như vậy lên đó chính là lý do vì sao mà giá trị của mặt xà cờ lại cao như vậy không một mặt xà cờ nào giống với bất cứ thiết kế một mặt xà cờ nào anh em nhé về phần tình trạng thì cũng chẳng có gì để chê. D2021 cũng là nguyên zin một chủ, cũng chưa qua spa đánh phóng. Rất là đẹp. Bộ máy thì cũng sẽ là bộ máy 3235. Với em này thì mình sẽ giao lưu cao hơn một chút. Mặc dù cái date là 2021, mình đang giao lưu loanh quanh là 415 triệu nhờ vào mặt xa cơ. Còn cuối cùng ở đây thì mình sẽ có được một em Zolex Day Date. Em này của mình thì sẽ có được cái date chúng ta gọi store vào 2024. Cầm đây Date thì tất nhiên rồi, nó sẽ nặng đầm hơn hẳn so với cả hai em đế chốt vừa rồi lý do bởi vì đế đế thì sẽ được làm bằng chất liệu vàng 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 trắng vàng hồng hay là platinum nguyên khối toàn thân em mặt thiên thạch này của mình thì sử sử dụng chất liệu là vàng trắng anh em nhé hàng new vừa lấy ra vừa lấy ra khỏi store của hãng mà thôi Mặt thiên thạch cũng là một trong những loại mặt tự nhiên và thậm chí nó còn có giá trị cao hơn so với cả mặt xa cơ. Mặt thiên thạch thì chỉ xuất hiện ở trong những phiên bản cực kỳ VIP đến từ thương hiệu lách mà thôi. Em này của ông cũng là một em sử dụng size 40mm nên tất nhiên cái lượng vàng sử dụng trong chiếc hộ này nó sẽ cao hơn nhiều so với cả những thiết kế size 36mm. Cọc số thì sẽ là những viên kim cương ba kết rất là to sáng và cực kỳ chất lượng với góc 6 và 9 giờ thì sẽ sử dụng những viên kim cương ba to hơn so với cả những vị trí khác nếu như anh em nào mà tìm hiểu về kim cương thì anh em sẽ biết rằng kim cương chỉ cần to thêm một tí thôi giá trị của nó sẽ cao hơn gấp nhiều lần so với cả những viên kim cương nhỏ một phiên bản được làm bằng cọc dạ quang hay là cọc vạch hay là cọc la mã thì nó sẽ thấp hơn so với cả phiên bản bình kim cương từ 200 cho đến 300 triệu niềng thì sẽ là niềng khía rồi dây thì là dây president với những phiên bản đế chớt thì bao giờ cũng sẽ sử dụng những bộ dây jubilee hoặc là dây tanh còn với những phiên bản đấy thì luôn sử dụng bộ dây president này bộ dây này thì cũng chỉ xuất hiện ở trong những thiết kế vàng đúc nguyên khối đến từ thương hiệu Solex mà thôi hoặc là platinum nguyên khối và đằng sau đấy thì mình sẽ có được đầy đủ những chuyện chứng nhận vàng đúc dành cho thiết kế đồng hồ này như là AU750 này, đồ cho Việt Nam và cân tiểu ly. Bên này thì sẽ là logo của hãng. Với thiết kế đồng hồ này thì anh em sẽ có được bộ máy đó chính là 3255. Với bộ máy này thì anh em sẽ có được 31 chân kính, 70 giờ chữ cót cùng với cả 28800 tần số động. Bộ máy đời cao đến từ thương hiệu Rolex mà đến sự ổn định, tính chính xác dành cho người đeo. Tiếp theo nữa thì sẽ là một bộ khóa Jubilee cùng với đầy đủ những chuyện chứng nhận vàng đúc Bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em xem thử nhá. Với thiết kế đồng hồ này size 40 mm thì tay mình đeo cũng rất hợp lý này. Anh em làm tay nhỏ hơn tay mình một chút thì anh em đeo vẫn được, mà anh em làm tay to hơn thì anh em đeo càng đẹp càng xuất sắc mà thôi. Mặt thiên thạch cũng là loại mặt tự nhiên và mỗi một chiếc đồng hồ khác nhau thì lại có những đường vân thiên thạch khác nhau. Rất là đẹp và độc đáo. Chơi đây đế, đế thì phải chơi mặt thiên thạch rồi thậm chí những phiên bản mặt thiên thạch nó còn đắt hơn so với cả những phiên bản thạch anh mà thạch anh là phiên bản mới ra nhất anh em ạ à. với chiếc đồng hồ này nếu như anh em lấy new tại hãng thì cực kỳ khó lấy kể cả anh em có tìm khắp các store anh em có tìm khắp các đầu buôn các cửa hàng có giao dịch những chiếc đồng hồ Rolex thì đây cũng là một trong những phiên bản cực kỳ khó lấy và chiếc này hiện tại mình đang giao lưu với mức giá loanh quanh là 1 tỷ 680 triệu bên mình thì về một lúc hai chiếc để phục vụ một anh khách super vip thì anh em nào mà quan tâm về một trong ba thiết kế đồng hồ này thì anh em có thể nhắn tin gọi điện trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873 415 với chiếc đồng hồ mặt xà cờ 398 với chiếc đồng hồ mặt xanh ô liu và 1 tỷ 680 triệu với chiếc đồng hồ mặt thiên thạch cảm ơn theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo xin chào quý anh chị em